Nè, tại sao ngồi vậy? Mau nằm nghỉ. Ta không sao. Bất luận thế nào để đại phu khám bệnh nữa? Không cần. Đừng đùa giỡn với sức khỏe của mình. Đã nói không cần là không cần. Sở Trừng, cô làm gì đây? Tôi nói sai điều gì à? Hay làm sai điều gì đã khiến cho cô giận? Hay là những lời tôi nói với cô đêm trước đó đã xúc phạm tới cô? Chúng ta chia tay ở đây. Cô đi đâu? Lưu lạc thiên nhai để mở rộng kiến thức. Tôi đi chung với cô. Chúng ta đã có hứa với nhau là cùng nhau đi kiếm một thế giới không tranh chấp bên ngoài để mà sinh sống. Ta hy vọng không cản trở bước chân công tử. Công tử là người có tài có chí, đáng lý nên phát huy sở trường để cứu nguy bá tánh. Ta đã từng khuyên công tử nên đến đầu quân với Lý Nguyên. Lý Nguyên? Ông là người cai quản sơn tây Thái Nguyên, nhưng cô coi ở chỗ này vẫn còn có thổ phỉ. Tôi nghĩ ông không phải là tốt lắm. Nghe nói con trai của Lý Nguyên, Lý Thế Dân, là người rất anh minh, còn biết dụng nhân tài. E rằng cũng giống như là cha con họ Dương. Nè, Sở Trừng, ta đã nói từ sớm, chúng ta không phải cùng một loại người. Ta không hy vọng người vì ta mà hy sinh tiền trình, và ta cũng hy vọng được đi nhiều chỗ hơn, lưu lạc khắp nơi. Được, được, chúng ta cùng đi. Cho dù là bây giờ không được, nhưng mà sau này sẽ có cơ hội. Ta thì không hiểu tại sao bây giờ lại phải bỏ đi. Hả? Vì cái gì? Cho ta một lý do. Vì ta không sống được bao lâu nữa. Đây là độc dược mà mỗi ám nhân của địa cung đều phải uống. Mỗi một tháng đều uống thuốc giải một lần. Nếu không chất độc phát tác sẽ mất mạng. Ngươi không cần phải đau lòng. Ta không sợ chết. Ta muốn dùng những ngày cuối cùng để làm những điều mà lâu nay ta hy vọng làm được. Chúng ta hãy chia tay tại đây. Ngươi tự bảo trọng. Khoan đã. Không có tôi cô không thể đi. Tôi tuyệt đối không buông tay. Tôi không để cho cô biến mất đi ở trong đời của tôi. Nhân lời cầu hôn của tôi, hãy làm thê tử của tôi. Hãy trở thành một người đàn bà bên cạnh của tôi. Đừng từ chối tôi. Tôi làm gì? Nguyên Nhi, bà biết tôi à? Con là cốt nhục mà ta đã cùng mang suốt 10 tháng. Nguyên Nhi, con là con trai mà mẹ cực khổ nuôi lớn con.
Nguyên Nhi, 18 năm trước mẹ của ta đã chết. Lão đi cô bà dám mạo nhận mẹ của ta không? Không phải. Có phải chàng của ta đã phái bà đến? Có phải hay không? Nói mau. Nguyên Nhi, lão tập. Đừng có giỡn trò này với ta. Ông ở đâu? Ông đang ở đâu? Ông hãy mau ra đây. Tưởng rằng thiếu một lão đi cô tới là có thể gạt ta. Nguyên Nhi, lúc con còn nhỏ, sức khỏe yếu đuối, mẹ sợ nuôi con không được. Mẹ đã đem đôi vòng bạc của hội môn của mẹ làm một cái khóa trường thọ. Phía trước có khắc trường thọ 100 tuổi, đằng sau có khắc phú quý cát tường. Con hãy coi, cái khóa này mẹ luôn mang theo trong người. Nó là điều lưu luyến nhất ở trong hồng trần của mẹ. Nguyên Nhi, mẹ, tại sao mẹ lại chưa chết? Sao mẹ lại sống ở đây? Tại sao mẹ lại bỏ mặc một mình con? Nguyên Nhi, mẹ thì có lỗi với con. Nguyên Nhi, mẹ. Nguyên Nhi, ông làm cha của người ta mà tay dính đầy máu tươi, ông không sợ sẽ báo ứng cho con trai của ông sao? Thiên hạ có ai dám báo thù ta? Ta không tin trời đất, chỉ tin mình ta. Nếu bà không muốn làm Thượng Công phu nhân thì đi ngay, nhưng mà đừng hòng mang theo đứa con. Con, mẹ. Con có tưởng là mẹ đã chết? Sao mẹ lại gạt con? Sao cha với mẹ lại gạt con chứ? Mẹ làm vậy là có lý do riêng của mẹ. Mẹ đã vào cửa Phật, là người của Phật gia. Đối với cực thế mà nói thì mẹ thật sự đã chết. Bao nhiêu năm nay con lớn lên trong cô độc một mình, con nhớ mẹ vô cùng. Mẹ có biết hay không? Nguyên Nhi, mẹ cũng biết khi rời khỏi nhà đó mẹ có lỗi nhất chính là con. Nhưng mẹ là người đàn bà yếu đuối, sợ con đi theo mẹ sẽ cực khổ. Con ở lại bên cạnh cha con, ít ra cũng được cơm no áo ấm. Cơm no áo ấm, đúng vậy, đúng vậy mà. Từ nhỏ tới lớn con chưa bao giờ bị đói, cũng chưa bao giờ bị giá lạnh. Không những là vậy, chỉ cần là con muốn cái gì thì sẽ có người đưa đến ngay trước mặt. Dù cho con không ngu ngốc và vô dụng đến đâu, vô tài cách mấy cũng trở thành một thiên tài.
và còn làm đến lễ bộ thượng thư. Tất cả những thứ này bởi con có một người cha chấp chánh triều đình, danh cao tức rộng. Ngoài mặt thì con có vẻ vinh quang, nhưng mà ở trong nội tâm không có ai quan tâm đến tâm trạng của con cả. Nguyên Nhi, các đại thần trong triều ngoài mặt ai cũng tôn kính con, nhưng con biết trong lòng của họ coi thường con. Họ có coi thường con cũng không sao, con chỉ hy vọng có một người ngoại lệ. Chỉ cần trong mắt người đó con là một trang hảo hán đường đường chính chính, dù tất cả những người trong thiên hạ coi thường con thì Dương Nguyên Cẩm này cũng bỏ mặc. Người này chính là cha ruột của con. Nếu là vậy, sao con lại đầu cáo cha của con trước mặt của hoàng thượng? Sao lại giết cha tước quyền làm điều bất hiếu như vậy chứ con? Lúc ban đầu mẹ vì muốn thay thế cha con chuộc bất tội lỗi nên đã nhập môn để tu hành. Mấy năm nay mẹ cũng có bái lễ Phật. Ngoại trừ muốn chuộc tội, điều quan trọng nhất là hy vọng con cũng bị liên lụy tới. Nhưng mà sao con phải làm như vậy? Tại sao? Hả? Tại sao à? Bởi vì con hận ổng. Vì ổng không có thương con, vì ổng không bao giờ coi con là con của ổng. Ổng cứ cho rằng con không giỏi, con không bằng các người khác, vô dụng phế vật, đầu óc ngu ngốc, không có ổng cũng không làm được gì. Nguyên Nhi, con cũng hận mẹ. Mẹ đã bỏ con không nhìn đến, để con sống đơn độc một mình. Mẹ tưởng là ăn chay niệm Phật thì có thể bù đắp lại tình mẫu tử con đã mất bao nhiêu năm nay. Con không cần cha, con cũng không cần mẹ, tự mình lớn lên và biến thành như vậy. Sao mẹ không hỏi tại sao con phản bội cha? Được mà, con nói cho mẹ biết, bởi vì con cảm thấy ổng không giống như cha của con. Con chỉ cảm thấy ổng như một cái núi trắng trước mặt của con. Nếu không diệt trừ ổng thì con vĩnh viễn không có ngày làm nên. Phật tổ, hôm nay là lần đầu tiên ở trong đời Dương Tổ bước vào chỗ của ngài. Ta đã sống hơn nửa đời người, nhưng cho bây giờ tin nhận mình và chưa một ngày tin tưởng Phật tổ. Không có một ngày. Hôm nay ta tới đây là vì tỷ nhi của ta. Chinh chiến bao nhiêu năm, ta từng đối diện biết bao địch nhân và dòng mệnh chi độ, nhưng ta chưa từng xúc động như hôm nay. Bỏ tài hết cách, sao xuyến bất cẩn. Nếu như ngài quả thật từng bị bắt ấy, như cái tín đồ của ngài thường nói, và quả thật Phật pháp vô biên, thì Dương Tổ ta quỳ xuống cầu xin ngài. Cầu Bồ Tát phù hộ, phù hộ cho tiểu nhi của ta. Cẩn thận. Ta đem những món đồ mà bà thích đem tới cho bà. Số tiền này là tiền nhang điện để quyên cho chùa. A Di Đà Phật, không cần. Thế nào, bà chơi tiền của ta lai lịch bất minh? Vậy thì thôi. Những cái thứ này
Hoa này là bà trồng trước khi ra đi. Bây giờ đã nở hoa kết trái, ta có ý kêu người đem hai chậu tới đây. Ta để Nguyên Cẩm ở đây một thời gian, để nhiều năm hai mẹ con không gặp mặt, chắc có nhiều chuyện để nói. Hy vọng là nó ở lại đi tu tâm dưỡng tánh và hiểu được đạo lý. Vô trong đi. Chúa, A Di Đà Phật. Đây là tự ân sư thái tặng cho thí chủ, mong thí chủ sẽ tập trung niệm Phật diệt trừ tâm ma. Tránh ra. Thí chủ, xin lỗi. Nè, đóng cửa lại. Sở Trần à, cô bỏ đi đâu? Tôi kiếm cô suốt cả ngày. Ta tới cho ngựa ăn. Mấy chuyện này tôi làm được rồi, mau vào phòng nghỉ ngơi. Sáng ngày mai tôi kiếm đại phu cho cô, ở gần chỗ này. Đã là người thứ tư. Người này thì khác, có kinh nghiệm đối với bệnh nan y. Hơn nữa là có bí phương tổ truyền, biết cách trị liệu. Tôi đã xác thuốc cho cô, để trong phòng kia. Đừng có cho ngựa ăn nữa, đi mau. Ta không thích công tử nhìn ta như vậy, giống như là ta sắp chết. Ta không thích công tử đối đãi ta như bệnh nhân. Ta biết ta sẽ chết bất cứ lúc nào. Chết không có gì đáng sợ, ta rất là thản nhiên. Ta chỉ muốn tận dụng mỗi ngày theo ý của ta. Ta không muốn nằm ở trên giường, để rồi nhìn thấy thân xác từng mảnh bị tan rã. Công tử có hiểu không? Sở Trần, cô quả thật là người đàn bà rất đặc biệt, thì khiến cho người ta kính phục. Nè, chúng ta hãy tỷ thí võ nghệ. Tỷ thí võ nghệ. Hay không? Tôi không sao. Tại sao cô biết được Lý Gia Thư? Nhưng còn đành để như vậy. Ta đã coi qua
Lý Gia thương pháp, oai lực rất là kinh người. Tôi đã dùng tất cả thời gian của tôi tham khảo binh thư về trận pháp, nên về thương pháp đã không có lùi nhiều. Có muốn ta dạy huynh không? Nếu do công không giỏi, làm sao bảo vệ ta, bảo vệ thê tử của huynh? Sở Trừng, coi đây. Lần này thì Thiếu Chúa đã không có niệm một chút tình gì cho chúng ta, đã giết hết các sát thủ. Như vậy coi như địa cung đã bị hủy hết. Những người chết đang ở đâu? Ở trong phòng luyện đường, đợi gom xác để chôn. Đừng chôn, đem hết tử thi tới cho hoàng phủ. Hoàng thượng muốn ta giải tán ám nhân, để hắn có những xác chết này, để hắn được yên tâm. Dạ. Còn những người khác nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ đợi một ngày ta đồng sơn tái khởi. Chúa công có phải đang nghĩ tới Hồng Phất? Mạng của cổ bây giờ như chỉ mình treo chuông. Nếu mà già hoàng hôn tối nay cổ chưa có uống thuốc giải, vậy thì ngư một trăm độc ở trong người của cổ sẽ lấy mạng cổ. Sao lại tự mình bước xuống giường? Có chuyện gì có thể kêu ta? Tại sao muội làm như vậy? Lần sau nhớ đừng. Nè, ta đỡ muội. Anh à, có biết khi nãy ta làm cái gì hay không? Ta đang cắt chữ đại hỷ. Là chữ song hỷ? Đúng. Ta muốn trang trí căn phòng này có vẻ tươi vui một chút. Lần này là chung thân đại sự của chúng ta, phải long trọng một chút. Vậy cũng đúng. Tuy chúng ta không cần khách khứa đầy nhà, nhưng mà hình như cũng hơi vắng lạnh. Vắng lạnh? Tại sao vắng lạnh? Ta cho muội coi cái này. Coi xong sẽ không nói như vậy nữa. Nè, muội có thấy không? Có cả một đống người vậy. Họ đều là khách của chúng ta. Bên này cũng có.
Còn bên này là khách trong ngày hôn lễ của mình. Thế nào, có nhiều hay không? Mùi coi. Tất cả do một mình ta cắt. À, cái này là Trương Tam, còn có Lý Tư. Có vui hay không? Có đông người hay không? Thế nào, náo nhiệt chứ? Hả? Tuy lý tình này các chữ song hỷ không thành gì mấy, nhưng mà ta cắt người giấy thì là giỏi nhất ở trong giang hồ. Cho nên ta sẽ làm cho hôn lễ của mình long trọng đình đình và rất náo nhiệt đồng đúc. Tiếp tục cắt thêm hình giấy. Ta còn rất nhiều chuyện phải làm. Mùi có biết không, cắt hình người giấy tốn rất nhiều thời gian. Lý tình này tuy là không tài giỏi gì mấy, nhưng cắt người giấy ta rất là khéo tay. Chỉ cần cắt xong người giấy, hôn lễ của chúng ta rất là náo nhiệt. Sao đâu, Sơ Trường. Đừng khóc, đừng khóc. Sư thái. Khổ chưa tận, hồi đầu chưa muộn. Phật tổ từ bi, A Di Đà Phật. Phật tổ từ bi, A Di Đà Phật. Mô Phật. Niệm cũng vô ích. Đã niệm bao nhiêu năm có gì đâu. Dù có niệm kinh 7 ngày 7 đêm, chuyện đã xảy ra cũng không thay đổi. Mẹ không phải vì muốn thay đổi chuyện đã xảy ra, mẹ chỉ muốn thay đổi con. Con phải thay đổi cái gì? Con tốt biết mấy. Mẹ coi, con thật là tốt biết mấy. Nguyên Cẩm, nếu con cứ tiếp tục, con không sợ cha con giết con? Ông sẽ không giết con. Muốn giết thì lại giết rồi. Ông bỏ lại con ở chỗ này thì con biết ông không những tâm giết con. Ông không giết con là vì niệm tình phụ tử của hai người. Không lẽ như vậy mà con không hiểu hả? Ông có nhưng mà con không có. Con thiệt là không có. Ông thật sự đã thua con ở điểm này. Ta phải là một người vô tình vô dục, thế thiên hành đạo, để giết một ác ma tàn ác gây hại cho thiên hạ bá tánh. Dương Tố, cái tên đại ác mà này, ta nhất định phải giết chết ngươi. Đời này ta sẽ không làm con trai của ngươi nữa.
và kiếp sau cũng không đâu. Ta sẽ là kẻ thù của ngươi, Dương Tố. Phật tổ, đó là khải sự mà ngài đã cho con trai của bạn đi đêm qua. Sao ngài không độ cho nó đổi ác thành hiền? Tại sao nó lại trở thành như vậy? Tội mà bạn đi với cha của nó đã làm, tại sao bây giờ lại báo ứng trên người của nó? Phật tổ, từ ân này thà hy sinh mạng của mình để đánh đổi sự giác ngộ cho con của Bận Ni. A Di Đà Phật. Không, chú Công, lão Nico đó đã có chuyện. Ờ, bà đang ở đâu? Thì về gác ở chùa đã đưa xác của Nico và thiếu chúa đi suốt đêm và về đây. Giờ đang ở hậu viện. Tại sao lại vậy? Tại sao bà lại chết? Con đã làm gì với mẹ của con? Con muốn giết cha còn chưa đủ, con phải giết luôn mẹ con thì con mới hài lòng. Kẻ đáng chết thì không chết, kẻ không đáng chết là chết rồi. Con nói gì? Cứ giết tôi đi, cứ việc giết tôi đi. Không những tôi muốn cha của mình uống độc tủ, mà cũng muốn hại chết luôn người mẹ mà tôi mới gặp trở lại. Hạng người đê tiện như tôi thật không nên sống ở trên cõi đời này. Giết tôi đi, hãy giết đi. Con vẫn còn hận cha. Nếu như con muốn chết, cha cho con tỏi nguyện. Không, có phải là ngài đi quyết định là các ám nhân đang đợi ngài trả lại công đạo cho họ? Công đạo gì đi? Cái kia là chó của ta nuôi, không lẽ ta giải quyết con ta thế nào phải cho các người biết? Nhưng mà nên nhớ thân phận của mình, hãy mau sắp xếp thi thể của phu nhân. Thí sư. Hả? Ông định làm gì? À, bây giờ ta đang tính thử, nếu mà đem hắn về để mà luyện thuốc thì cần phải có bao nhiêu thuốc. Ông muốn luyện thiếu chúa trở thành chiến nô. Thiếu chúa? Còn cái thiếu chúa cái gì? Chúa công đã nói, nếu mà hắn muốn chết thì cho hắn toại nguyện. Chúa công muốn giết ảnh. Nhưng mà ta trái lại, ta muốn là chúa công để giành hắn lại. Bây giờ các chiến nô đều chết hết,
trong tay của ta không có nhân tuyển thích hợp. Trái lại ta cảm thấy hắn là một vật liệu rất tốt. Có mệt hay không? Cứ nghỉ một lát hay không? Chỗ mà huynh nói là chỗ nào? Đó là cái chỗ thông qua Võ Châu Sơn. Ở nơi đó có cái gì? Chỗ đó có gì à? Phía bắc của Võ Châu Sơn thì có tượng Phật lớn khắc sâu trong sườn núi, đã tồn tại mấy ngàn năm, cảnh rất là tráng lệ. Phía sau Võ Châu Sơn còn có gì nữa? Nơi đó có đồng cỏ rộng lớn, đi hoài không hết, không có tận cùng. Bộ lạc sống trên thảo nguyên, nuôi dê và chăn cừu. Còn phía sau có thảo nguyên thì có cái gì? Phía sau của thảo nguyên thì còn rất là nhiều, rất là nhiều. Có những cái chúng ta chưa hề thấy qua. Sa Trần à, đợi khi muội hết bệnh rồi, ta đưa muội đi coi tượng Phật điêu khắc ở trong đá, viếng thăm thảo nguyên, thế nào? Ừ. Quyết định như vậy. Phu thê chúng ta đi vào khắp nơi đại giang nam bắc, làm cặp thần tiên hiệp lữ mọi người đều muốn. Muội thấy mệt, muội muốn về nhà. Hãy cõng muội. Được. Nè, nửa đời của muội chưa bao giờ được vui. Từ ngày gặp huynh thì muội đã hiểu được ý nghĩa thật sự của đời sống là gì. Muội cứ luôn tìm kiếm gia đình của mình, nhưng không ngờ gia đình của muội đang ở bên cạnh. Rất tiếc là đã quá trễ. Vĩnh viễn không trễ. Chỉ cần muội còn sống thì vĩnh viễn không trễ. Bây giờ muội rất muốn ăn mì của mẹ nấu. Rất tiếc đã lâu không có được ăn. Về tới nhà ta nấu cho muội ăn. Sa Trần, mau ăn thử mì của ta nấu đi. Cả đại đầu bếp cũng khen ta nấu ngon. Cảm ơn huynh. Mùi thiệt đẹp quá. Nè, nè. Ăn đi.
Ngon hay không? Ừ. Có giống mẹ của mùi nấu cho mùi ăn hay không? Ừ. Cũng ngon như vậy. Ta cũng phải ăn thử. Ừ. Rất ngon. Rất là ngon. Ăn nhiều một chút. Nếu huynh thích ăn thì mỗi ngày mùi sẽ nấu cho huynh ăn. Mỗi ngày thay đổi kiểu nấu. Huynh muốn ăn gì thì mùi làm cho huynh ăn. Là món mà huynh thích ăn nhất. Đừng có khóc gì mùi. Mùi đã nhìn thấy nước mắt quá nhiều, đau thương cũng quá nhiều. Mùi hy vọng huynh sẽ cười lúc nhìn mùi ra đi. Gọi đi. À, dạ, tới rồi. À, dạ. Dạ. Những thứ này là huynh làm cho mùi. Người thằng chúng ta không có chỗ này, không kiếm được người chứng hôn. Ở đây toàn là những người xa lạ. Nhưng mà ta rất hy vọng sẽ có hôn lễ long trọng cho mùi. Ta không muốn mùi tùy tiện kết hôn. Ta muốn mùi đường đường chánh chánh làm thê tử của ta. Ta đã có nói trước với lại trưởng quầy, ta nhờ ông làm tiệc cưới cho chúng ta. Ta muốn mọi người chia sẻ hạnh phúc của ta và chúc phúc cho ta. Sở Trừng, 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 S